Liên quan đến những cáo buộc về việc vợ chồng nhà Wolff gồm ông Toto, lãnh đội Mercedes, và bà Suzy, giám đốc học viện Formula One có những xung đột lợi ích, FIA đã mở ra một cuộc điều tra về việc này. Trước đó, truyền thông đã đưa tin rằng ông Toto và bà Suzy bị cho rằng đã trục lợi từ mối quan hệ vợ chồng để trao đổi những thông tin mật về vai trò của nhau, giúp cho ông Toto có được những dữ liệu chắt lọc và xây dựng đội Mercedes bền vững. Toàn bộ 10 đội đua của Formula One đã lên tiếng phủ nhận liên quan đến cáo buộc này, bao gồm cả chính Mercedes. Ngày hôm qua, bà Suzy Wolff đã lên tiếng trước truyền thông. Tôi cảm thấy thực sự bị xúc phạm, nhưng mặt khác, tôi không hề ngạc nhiên với những cáo buộc kiểu như thế này. Thật đau lòng khi thấy sự liêm khiết của mình bị đặt dấu hỏi theo cách như vậy, đặc biệt là khi nó dường như bắt nguồn từ hành vi đe dọa và coi thường người phụ nữ, tập trung công kích mối quan hệ hôn nhân của tôi hơn là khả năng của tôi. Bà Suzy Wolff đương nhiên cũng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc trục lợi từ công việc để cung cấp thông tin cho ông Toto. Hiện phía FIA chưa đưa ra thêm bất kỳ thông báo nào, nhưng giới thạo tin nhận định sẽ khó có thêm diễn biến nào mới cho drama này của Formula One. Và đây chỉ là một trong rất nhiều những viên gạch xây nên sự căng thẳng giữa FIA, Liên đoàn đua xe thế giới và Formula One, đứng sau là tập đoàn Liberty Media đang leo thang gần đây. Ở một diễn biến khác, nhà đương kim vô địch Formula One 3 năm liên tiếp Max Verstappen vừa bị đánh bại ngày hôm qua, nhưng là một cuộc thi đua giả lập, đó là vòng chung kết của chuỗi sự kiện Handicap Player 0.0. Sự kiện thu hút những tay đua giả lập khét tiếng nhất từ những đất nước như Canada, Brazil, Mexico và Hà Lan, nơi phong trào đua xe giả lập Formula One đặc biệt lớn mạnh. Là đại sứ của giải đấu, Max Verstappen cũng tham gia sự kiện này. Sau cùng, anh đã thất bại trước người đồng hương Floris Viers, một tay đua giả lập bán chuyên sau khi hai người cạnh tranh trên trường đua ảo Zandvoort. Không chỉ vậy, Viers còn thắng Verstappen ở 19 trên 22 chặng đua ảo của mùa giải 2023. Qua đó, tay đua phong trào này giành chức vô địch thế giới của Heineken 0.0. Trước đây, Floris Viers từng thi đấu tại hạng đua Formula One eSports Pro Series Driver mùa 2019-2020. Hiện tại, anh đang đấu quân cho đội đua giả lập Thomas ENG.